Mày làm trò gì hả? Mày làm tao điên lên đúng không? Cậu ơi, con thấy không cửa hả? Mày im đi. Chị ăn nâu nâu chị bay đi đâu chú gà trống mới gáy. Bộ Ngoại giao Nga các tuyên truyền viên tuân theo yêu cầu của Mỹ đang viết các bài đả kích theo hướng bài Nga, xây dựng hình ảnh nước Nga như kẻ thù, khiến cho những người dân bình thường cũng trở nên ghét Nga và ghét tất cả những gì liên quan đến Nga. Trước đó, Tổng thống Putin cũng cáo buộc các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó có Mỹ, đã lợi dụng các cuộc mình con.
bé ngoan của chị ơi. Hôm nay trời non tươi, chị bay đi tìm nghỉ, làm mặt ong nuôi đời.